Vâng, một cái súp bốt 340 khổng lồ về với anh Ngô Đức Cần. Ngô Đức Cần ở tỉnh Đắk Nông ạ. Vâng, anh lấy cho mình một cái loa súp bốt AM1500 dòng loa súp 340. Vâng, anh đã cọc cho em trước 100, vâng, thanh toán của anh còn 3 triệu. Vâng, lần nữa cảm ơn anh Ngô Đức Cần nhé. Và bên em đang test trước khi gửi cho anh rất cẩn thận đi ạ. Vâng, súp bốt AM1500 công suất khủng. Rồi, rất mạnh luôn ạ. Vâng, thì đó là cái súp 340 của bốt. Vâng, đây là dòng súp nhập China, để các bác yên tâm về chất lượng. Vâng, súp bốt 340 này 2019 mới ra được sản xuất giữa năm 2019 và đã có mặt tại Chicago. Những cái súp bốt 340 rất là hiếm, vì dòng bốt hiện tại trên thị trường rất là ít dòng súp 340 mà Chicago đã nhập được một cái dòng gọi là siêu độc, siêu lạ và siêu khổng lồ. Bát 40 đôi đất các bác nhé. Vâng, bát 40 đang đánh phía dưới đấy ạ. Đang đánh phía dưới. Xung quanh được sơn sần chống xước và chống nước rất là tốt. Và đặc biệt là gỗ MDF cao cấp, tạo cho cái khung thùng này cứng cáp và cho tiếng trầm rất là chắc và gọn. Đó. Và hai bên nói chung là súp bát 40 này rất là nặng. Bát 40 rất là nặng, nhà thiết kế thứ hai tay nắm hai bên để chúng ta khênh. Vâng, cái dòng này là có cái điều đặc biệt là được tích hợp cả chế độ hơi và chế độ điện. Tích hợp 2 trong 1, vì thế các bác vô tư chơi, ví dụ là thiếu công suất các bác chơi điện cho em, và thừa công suất các bác chơi hơi. Đó là cái tiện lợi của cái súp bốt 340 mang lại cho chúng ta sự trải nghiệm mới. Rồi, mà chúng ta đang trải nghiệm cái tiếng súp đấy ạ. Rất mạnh luôn ạ. Giảm tắt đi. Vâng, tiếng rất mỏng, không đánh nữa. Vâng, em hãy bật lên cho chúng ta trải nghiệm. Rất mạnh luôn. Vâng, em đang lấy tín hiệu từ cái máy lân tiếng dây đeo có tích mã là CB600. Nói chung là rất là nhiều thiết bị hôm nay bên em setup cho rất là nhiều bác khách. Vâng, và bên em cũng test lần lượt cho từng bác khách một ạ, để các bác yên tâm. Vâng, súp bốt khổng lồ 340 công suất max của nó 700W, đánh những không gian lớn hoặc là đánh không gian ngoài trời cũng được ạ. Và bên cạnh đây còn cái súp B3 2020 thì nữa bên em sẽ test cho một bác khách ở trên Hòa Bình ạ. Đặc biệt cái súp 40 này được thiết kế cái khung gỗ rất chắc chắn nhờ cái công nghệ mới, và đặc biệt là cái khung MDF gỗ ấy, công nghiệp rất là cao cấp, để cho cái tiếng trầm được tròn gọn uy lực, thì tất cả được kết cấu khung thùng chắc chắn. Và đặc biệt đây là sản phẩm mới anh cần nhé, bên em sẽ bảo hành cho anh 1 năm. Cho to lên thì cho đã các bác. Vâng, các bác để bắt đầu nghe tiếng súp này, xuống này, xuống rất sâu. Xuống rất sâu các bác. Vâng, đây là dòng súp điện, tuy là 40 nhưng súp điện cũng có thể kết nối được với những cái dòng âm ly công suất yếu, đều có thể chơi được, thì các bác yên tâm. Không quan trọng về công suất, vì đây là súp điện có mạch công suất riêng rồi ạ. Và kết nối cũng rất là dễ dàng, chỉ 20 giây là các bác có thể kết nối được một cái súp hỗ trợ vào cho dàn karaoke. Vâng, thì anh cần hiện tại cái súp 40, bốt 40, AM1500 của anh đang hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, sẽ đem xin phép được bỏ ra, đóng hàng cho anh sớm nhất có thể. Và bên em cũng có những cái súp rất là dày, chống sốc, để các bạn yên tâm là vận chuyển đi xa được ạ. Đây, bên em phải mua rời bên ngoài để vận chuyển bưu điện. Vâng, anh cần nhớ cho đem xin phép được dừng đi ạ. Vâng, cùng em ra thêm công ty, chúc anh cần và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.